lỗ để các bạn cắm sạc vào ha. Còn đây là nút công tắc mở nguồn, thì để mở nguồn thì các bạn nhấn lâu một chút xíu này, thì đây nó sẽ hiện ra ánh sáng trắng. Thì nó sẽ có 3 chế độ: sáng ít này, vừa và sáng nhiều. Thì khi mà để chụp hình ấy thì mình nên để cái chế độ sáng nhiều. Sáng nhiều như này thì khi mà lên hình thì ánh sáng nó sẽ có nhiều và nét hơn. Và bên cạnh đó thì nó sẽ có hai màu, đó là màu ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Khi mà để chuyển sang từ ánh sáng trắng sang ánh sáng vàng thì các bạn nhấn lâu này, nhấn lâu một chút xíu thì nó sẽ chuyển sang ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng nó cũng vậy, thì nó cũng có sẽ có 3 chế độ, như là ánh sáng như vậy là ánh sáng chế độ vàng mạnh này, ít này, vừa này, mạnh này. Đó. Thì khi các bạn chụp hình ấy thì mình nên lựa chọn cái ánh sáng trắng và bật chế độ mạnh nhất để cái khi mà chụp hình lên ấy, thì nó sẽ nét và đẹp hơn. Còn khi mà để tắt cái ánh sáng này đi ấy, thì mình sẽ nhấn lâu này, nó chuyển sang từ vàng sang trắng và nó tắt, hoặc là nó khi chuyển từ trắng sang vàng và tắt như vậy. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp cái đèn vô trong cái điện thoại này nha. Không nhất thiết là phải điện thoại iPhone hay là điện thoại Samsung thì mới chụp được, bất kỳ điện thoại nào các bạn cũng có thể sử dụng và chụp hình được nha, miễn là điện thoại đó là smartphone và có camera. Thì để lắp thì các bạn thấy ở bên dưới này nó có một cái ống kính, thì khi các bạn lắp thì mình nhớ lắp cái ống kính này vào đúng vào vị trí camera, làm sao cho camera nằm giữa này. Và có nhiều cái điện thoại ấy, mình sẽ thấy có như là điện thoại Samsung hay là Oppo hay là iPhone thì nó hiện tại thì nó sẽ có tầm khoảng 2 camera này, 3 camera. Thì mình nên lựa chọn, mình nên gắn cái ống kính này vào cái camera đầu tiên của cái điện thoại. Thì hiện tại mình đang sử dụng điện thoại này nhá, thì có một camera thôi nên là mình sẽ gắn vô đây. Còn đối với những cái điện thoại nào mà nó có 1, 2, 3 cái camera thì mình sẽ ưu tiên gắn cái camera đầu tiên.